Không ngờ bà Mã giàu có như vậy cũng giết người nữa. Tôi đọc báo nói luật sư tạm thời của bà cho gọi nhân chứng chỉ chứng bà Mã, nên bà Mã mới sống nửa đời còn lại ở trong tù thôi. Có điều bà Mã là người giàu có, sao lại mời luật sư Dương thất sách như vậy chứ? Người ta nói là bà Mã thực sự giết người tình trong mộng của ông Mã, là luật sư có chút danh tiếng, cũng có giao tình với ông Mã. Cô nghĩ bà Mã có lựa chọn khác sao? Nhưng mà chọn thế nào cũng không chọn Chris, cổ còn thua xa lắm. Mấu chốt sau cùng là tìm nhân chứng cho lời khai trở mặt không nhìn người. Vụ kiện này thật tức cười đó. Chris muốn mượn vụ kiện lớn này gây dựng tiếng tăm. Bây giờ cô được tội nguyện rồi, như là nổi tiếng thất sách. Tôi đi toilet một chút. Được rồi. Tôi về làm việc nha. Thật ngại quá luật sư Dương, phía trên chỉ tiếp khách VIP thôi. Tôi thấy ngại mới phải. Đã quên đưa cô xem. Xin lỗi, thật ngại quá. Chris, sao cô Linh đi vậy? Cho luật sư Tưởng, tôi đã hẹn ông Mã. Chris là một cô gái rất là thông minh. Bây giờ đã là luật sư cố vấn của tập đoàn Mã Thị, là khách quý của Mã Thị. Ông Mã là người rất thành công. Ông ấy sẽ không vì thắng thua của một hai vụ kiện mà nghi ngờ thực lực của người đó. Người ông Mã dùng đều là người có thực lực. Nếu đã vậy thì phải ăn mừng rồi. Dù gì tôi cũng đến sớm. Không biết luật sư Tưởng có thời gian uống một ly với tôi không? Dĩ nhiên rồi, mời ngồi. Dù sao tôi cũng có việc này muốn tìm cô giúp. Vậy sao? Chúc mừng cô. Cảm ơn. Phải rồi luật sư Tưởng, ông vừa nói có việc muốn nhờ tôi giúp. Chẳng hay làm việc gì? Chuyện là vậy. Tôi đã lăn lộn mấy mươi năm ở ngành luật. Người nhờ tôi cãi và xử lý nghiệp vụ pháp luật càng lúc càng nhiều. Tôi đang muốn tìm một người có thực lực giúp đỡ, hợp tác với tôi. Ông muốn tìm người lập nhóm? Người trong lòng tôi chính là Law. Không biết là luật sư Dương có chuyện đàng hoàng gì tìm tôi vậy? Tưởng Bách Kỳ, luật sư Tưởng muốn tìm anh lập nhóm, hợp tác với anh. Tôi không có hợp tác với người của P.K. Anh tôn trọng người ta là tôn trọng mình đó, có được không? Đừng nói người ta là người cấp cao trong ngành luật, mà còn là tiền bối của anh nữa. Bây giờ còn hạ thấp mình mời anh gia nhập vào nhóm luật sư của ông ấy. Anh đừng có xấu mồm, xấu miệng vậy. Không bỏ đường vậy? Đâu phải ly trà của tôi. Anh đi gặp nói chuyện với ông ấy, chắc là không chết đâu ha. Chắc chắn là cô đã hứa với người ta, lo tôi không đi cô sẽ không trình bày được chứ gì. Anh, tôi hỏi cô đó, sao lại nhiệt tình thúc giục tôi hợp tác với P.K. Tôi đói rồi, đừng có cản trở tôi ăn mì. Loại người như anh lòng tốt không được trả ơn, ăn từ từ cho chết đi. Sao cô ác độc quá vậy hả? Anh cũng vậy nữa, cô Trứng Cá lần này rõ ràng muốn giúp anh mà. Sao anh đối với người ta như vậy? Anh làm tới mình. Ngón tay của cậu bẻ ra ngoài mà. Gần đây trung tâm tiếp nhiều vụ phần thắng thấp, pháp viện nhất định sẽ phê chuẩn. Phí tòa án tạp phí đều phải cần tiền, trung tâm chúng ta hết tiền rồi. Anh hai làm ơn đi, ra ngoài nhận một vụ án lớn để bù vào đi. Vậy là sao?